chào các bạn trở lại. Khải Toàn hôm nay xin phép chia sẻ phong thủy nhà hướng Đông Nam trong vận chính theo huyền không phi tinh. Hướng Đông Nam trong vận chính có 5 quẻ. Trước tiên, xin chư vị lưu ý các đề mục sau. 1. Phong thủy là từ trường. 2. Nên xem bài hướng dẫn đo tọa độ. 3. Thuật số và cách ứng dụng không như nhau. 4. Nên ưu tiên loan đầu rồi đến lý khí. 5. Từ trường thiện lành của con người là mạnh nhất. Điều 1. Phong thủy là từ trường, là phương tiện, không phải thần dược. Nơi có từ trường tốt cũng như người có tâm tánh tốt, trẻ em thích đến chơi đùa, người khác quý mến. Bài trí phong thủy hợp với mảnh đất và sinh thần bát tự gia chủ, gia tăng đáng kể cơ hội tài lộc, cuộc sống an ổn. Điều 2. Các bạn xem bài hướng dẫn đo tọa độ để biết phương pháp đo tọa độ và lập quẻ cho ngôi nhà của mình sau khi xem bài này. Điều 3. Thuật số và cách ứng dụng mỗi người mỗi nơi không như nhau. Chư vị không nên so sánh thuật này với thuật kia. Điều 4. Ưu tiên loan đầu rồi đến lý khí. Loan đầu là bàn về hình thể, hình sắc, thanh sắc, vị sắc, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi được. Giả dụ, nhà gần con kênh nghe mùi hôi thối là phạm vị sắc. Nhà mặt tiền đường lớn, tiếng xe cộ nhiều là thanh sắc. Dù lý khí có tốt ra sao, phạm loan đầu mà không thuận lòng người trong nhà sẽ phản tác dụng. Điều 5. Từ trường thiện lành con người là mạnh nhất. Mỗi người chúng ta có từ trường năng lượng khác nhau. Qua hành động, lời nói, suy nghĩ. Qua ba nghiệp thân, miệng, ý. Người có năng lượng tốt, tâm tánh tốt, sau vài năm nơi sống sẽ trở thành mảnh đất phước. Người phước là người sống thiện lương, biết mở lòng giúp người, luôn thông cảm cho nhau. Vì thế luôn tạo từ trường tốt, giúp cho ngôi nhà vượng khí. Người thiện lương như thế sẽ tránh được khí trường tiêu cực. Tà khí, linh khí là khí âm. Người vượng khí có nhiều khí dương, không dễ bị quấy phá. Giả dụ nhà ở quá gần nghĩa trang thường thiếu sinh khí. Lại có người bảo: tôi sống đúng, không hại ai, không cần tu tập. Nghĩ như thế thật thiếu sự thông đạt. Không đọc sách thánh hiền, không nghe kinh, không nghe giảng kinh, chúng ta không thấu đạt, rất mơ hồ. Khải Toàn khuyến nghị chư vị tìm nghe giảng kinh thập thiện nghiệp đạo. Hiểu kinh sẽ thông đạt lý, thế nào là làm lành, thế nào là làm dữ. Phong thủy dù cao siêu đến đâu cũng chỉ là phương tiện. Phong thủy không phải thần dược. Dù chư vị tìm hiểu cơ bản đến tìm hiểu chuyên sâu, nhất định phải dành thời gian tu dưỡng tâm tánh. Dành thời gian tu dưỡng tâm qua nghe giảng kinh, hành thiền và làm thiện. Vì không tu thập thiện, dễ phạm thập ác. Xin mời các bạn tham khảo phong thủy nhà hướng Đông Nam trong vận chính theo huyền không phi tinh. Có gì sai sót xin mở lòng thông cảm. Quẻ số 1 hướng Đông Nam trong vận chính 113 cho đến 115 độ, 124 cho đến 127 độ khiêm hướng. Gần 113 độ có thể phạm xuất quái. Tại hướng cửa Đông Nam, ta có nhất bạch ở tọa, kỵ thủy. Nên có tranh núi, tủ cao. Đây là cung tốt, phù hợp cửa khí, phòng ngủ, đọc sách, tài vị, phòng khách. Tại Nam và Tây Bắc ta có lục bạch và tam bích. Kỵ mộc.
cần hỏa. Tại Tây Nam, ta có Bát Bạch và Nhất Bạch. Nhất Bạch ở hướng nên có thủy. Nơi nào có Nhất Bạch nên có bếp. Tại Tây và Đông Bắc, ta có Tứ Lục và Ngũ Hoàng. Nơi nào có Ngũ Hoàng không nên có hỏa thổ, nên có kim. Nơi nào có Ngũ Hoàng không nên có bếp. Tại Bắc và Trung Cung, ta có Thất Xích và Nhị Hắc, không nên có hỏa thổ. Nên có ít kim. Ngũ Hoàng, Tam Bích, Nhị Hắc và cả Thất Xích nên tĩnh, không nên động. Cuối cùng tại hướng Đông, ta có Cửu Tử. Nơi này phù hợp tranh núi non sông nước, thác nước và hòn Long Bộ. Tại những cung tốt, trong quẻ Đông Nam 113 đến 115 độ, 124 đến 127 độ. Hướng tốt ta có hướng Đông, hướng Đông Nam và Tây Nam. Tại những cung tốt nên có cửa khí, quạt, phòng ngủ, phòng đọc sách, tài vị, phòng khách. Nơi nào có Nhất Bạch và Cửu Tử nên có bếp. Nhà Đông Nam tọa Tây Bắc, phù hợp với mệnh khuyết kim, đa phần sinh mùa xuân. Tại Tây Bắc hạn chế để nhà vệ sinh, ảnh hưởng đến nam gia chủ. Tây Bắc đại diện cho cha, Tây Nam đại diện cho mẹ. Quẻ số 2, nhà hướng Đông Nam, 116 đến 123 độ, chính hướng và khiêm hướng. Đông Nam, ta có Cửu Tử hội hướng. Đây là cung tốt nhất trong vận chính. Cửu Tử hội hướng, ta nên có nước và núi, tức là hòn Long Bộ và nước chảy, hoặc là chanh sông nước. Nơi này có thể dùng mộc và hỏa. Tại Nam và Đông Bắc, có Ngũ Hoàng và Tứ Lục, kỵ hỏa thổ. Nên có kim. Tại Tây Nam và Tây Bắc, Thất Xích và Nhị Hắc, nên có ít kim. Nơi có Ngũ Hoàng, Nhị Hắc không nên có bếp. Tại Tây Bắc hạn chế để nhà vệ sinh, ảnh hưởng đến nam gia chủ. Tại Tây và Bắc có Tam Bích và Lục Bạch, kỵ mộc, cần hỏa. Tại Đông ta có Nhất Bạch ở tọa ở Tại Đông ta có Nhất Bạch ở hướng nên có thủy để kích tài, thủy động, nước sạch, hồ cá, thác nước. Nơi này kỵ núi, vật cao lớn. Trong quẻ nhà Đông Nam 116 đến 123 độ, cung tốt ta có Đông Nam, hướng Đông. Cung không tốt ta có hướng Nam và hướng Đông Bắc. Trung cung ta có Nhất Bạch, không nên có thủy. Nhà Đông Nam tọa Tây Bắc, phù hợp với mệnh thiếu kim, đa phần sinh mùa xuân.
trong mỗi gia đình, hướng Tây Bắc đại diện cho người cha, hướng Tây Nam đại diện cho người mẹ. Dựa vào sinh thần bát tự mỗi người để bài trí theo sinh thần bát tự và cả quẻ nhà. Quẻ số 3 hướng Đông Nam trong vận chính 128 đến 130 độ, 139 đến 142 độ, khiêm hướng. Tại Đông Nam và hướng Nam, ta có nhị hắc và lục bạch. Kỵ hỏa thổ. Nên có ít kim. Tại Tây Nam ta có tứ lục. Kỵ mộc cần hỏa. Dù cho nữ gia chủ sinh mùa thu thiếu mộc cũng không nên dùng mộc nhiều nơi này. Tại hướng Tây, ta có cửu tử ở hướng. Nên có bếp, cửa khí, giường ngủ, phòng đọc sách. Tại Tây và Tây Bắc nên có bếp. Tại Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh, ảnh hưởng đến nam gia chủ. Tây Bắc, cửu tử ở tọa, kỵ thủy. Tại nơi này, tại Tây Bắc nên có mộc và hỏa. Tại Bắc và Đông, ta có ngũ hoàng và tam bích. Kỵ hỏa, cần kim. Tại Đông, kỵ cả mộc hỏa, cần kim. Tại Đông Bắc ta có nhất bạch ở hướng. Phù hợp để bếp nên có thủy động. Trung cung ta có nhất bạch và thất xích, kỵ kim thủy. Nhà hướng Đông Nam vận chính 128 đến 130, 139 đến 142 độ. Cung tốt ta có Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Cung không tốt ta có hướng Bắc và hướng Đông. Nhà hướng Đông Nam tọa Tây Bắc, phù hợp với mệnh khuyết kim, đa phần sinh mùa xuân. Quẻ số 4 nhà hướng Đông Nam trong vận chính 131 đến 138, 146 đến 153 độ, chính và khiêm hướng. Tại Đông Nam và Đông Bắc ta có nhị hắc và thất xích, không nên có hỏa, nên có ít kim. Không nên động, nên tĩnh. Tại Nam và Đông cũng không nên động vì có tam bích. Kỵ mộc, cần hỏa. Tại Tây Nam và hướng Bắc không nên có bếp. Tứ lục và ngũ hoàng kỵ hỏa thổ nên có kim. Tại Tây nhất bạch ở hướng, phù hợp để bếp nên có thủy. Tại Tây Bắc cửu tử hội tọa, quẻ này thiên về nhân đinh hơn tài lộc. Cửu tử hội tọa nên có núi non sông nước, có nước trước, có núi sau. Tại Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh, hạn chế nhà vệ sinh ở Tây Bắc ảnh hưởng đến nam gia chủ, tức người cha. Trung cung ta có nhất bạch, không nên có thủy.
hướng đông nam 131-138, 146-153 độ chính và kim hướng. Hướng tốt ta có hướng tây, hướng tây bắc. Hướng không tốt ta có tây nam và hướng bắc. Nhà hướng đông nam tọa tây bắc phù hợp với mệnh thiếu kim, đa phần sinh mùa xuân. Quẻ số 5, nhà hướng đông nam trong vận chính 143-145, 154-157 độ, kim hướng. Gần 157 có thể phạm xuất quái. Tại đông nam ta có nhị hắc và bát bạch, đây là quẻ kỵ hỏa thổ. Nên có kim. Tương tự như hướng tây, nơi có nhị hắc và ngũ hoàng không nên có hỏa thổ nên có kim. Tại nam và tây nam nên có hỏa. Tại hướng tọa tây bắc ta có cửu tử và nhất bạch, tại đây không nên có nước nên có tranh núi, tủ cao, cây cao, phù hợp đặt bếp. Tại hướng bắc ta có ngũ hoàng, kỵ hỏa thổ, kỵ bếp, nên có kim loại hóa sát. Đông bắc và hướng đông, thất xích và tam bích, đây là quẻ thị phi. Nên tỉnh không nên động. Những nơi nào mà có tam bích nên có hỏa. Này kỵ mộc. Trung cung ta có cửu tử nhập tù, kỵ thủy hỏa. Hướng đông nam quẻ số 5 143-145, 154-157 độ kim hướng. Hướng tốt ta có tây bắc. Hướng không tốt ta có tây, hướng bắc. Nhà đông nam tọa tây bắc phù hợp với mệnh khuyết kim, sinh mùa xuân. Nam gia chủ chú trọng hướng tây bắc, nữ gia chủ chú trọng hướng tây nam. Tìm xem dụng thần mệnh khuyết của mình là gì để kết hợp thêm với quẻ phong thủy nhà. Cải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.